Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bàng quang chính là nơi chịu trách nhiệm cho các hoạt động thải bỏ độc tố từ trong cơ thể ra bên ngoài. Tuy nhiên, nếu bàng quang gặp vấn đề thì cơ thể bạn sẽ dần suy yếu, tích tụ nhiều độc tố bên trong. Do đó, cần chủ động tìm hiểu ngay những dấu hiệu bất thường cảnh báo bàng quang đang gặp vấn đề. Thông tin có tại trang sức khỏe 24 giờ. Viêm bàng quang là gì? Viêm bàng quang là một bệnh nhiễm trùng cấp tính do vi khuẩn trong bàng quang gây ra. Bệnh viêm bàng quang là một bệnh rất phổ biến chiếm khoảng trên 50% số ca nhiễm trùng đường tiết niệu. Trong một số trường hợp, tình trạng này có thể tái phát nhiều lần trong thời gian dài. Viêm bàng quang cũng có thể do một số loại thuốc xạ trị hoặc là một biến chứng của bệnh khác. Biến chứng nghiêm trọng nhất là bệnh viêm đài bể thận dẫn tới suy thận. Tuy nhiên, nếu được điều trị thích hợp hoàn toàn có thể giảm biến chứng của viêm bàng quang. đi tiểu nhiều lần, hãy để ý nếu thấy có triệu chứng đi tiểu nhiều lần trong ngày và thường xuyên thức giấc vào giữa đêm để đi tiểu, thì khả năng cao là cơ thể bạn đang mắc chứng nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc viêm bằng quang kẽ. Lúc này đừng trần trừ bỏ qua mà nên chủ động đi khám để được trần đoán chính xác về tình trạng sức khỏe của mình. Đau bụng và lưng dưới. Nếu mắc nhiễm trùng bàng quang vùng bụng dưới và vùng lưng của người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng đau nhức khó chịu, bên cạnh đó khi nhiễm trùng thì bàng quang sẽ bị sưng viêm và tạo thành áp lực lên vùng xương chậu gây đau đớn khó chịu. Ngoài ra, nếu bạn không có phương pháp điều trị triệt để thì bệnh sẽ dần hình thành những cơn đau dai dẳng và có khả năng gây biến chứng thành bệnh viêm bể thận, nhiễm trùng thận, kèm theo đó là các triệu chứng như sốt cao, buồn nôn, ói mửa. có máu trong nước tiểu. Khi cơ thể nhiễm bệnh, bạn sẽ thấy rõ sự thay đổi ở màu sắc của nước tiểu. Lúc này, nước tiểu sẽ chuyển sang màu hồng nhạt, đỏ sẫm hoặc có lẫn các cục máu đông. Việc có máu trong nước tiểu cũng là một dấu hiệu của nhiều bệnh nguy hiểm như nhiễm trùng đường tiết niệu, sỏi thận, viêm cầu thận cấp, ung thư bằng quang. Do đó, nếu bạn thấy có sự khác lạ trong màu sắc của nước tiểu thì nên tới gặp bác sĩ chuyên khoa để thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán đúng bệnh. <laughs> nước tiểu có mùi nặng, đau rát khi đi tiểu. Sau khi đi tiểu, nếu thấy nước tiểu có mùi amoniac mạnh, xuất hiện mùi hương hơi ngọt hoặc hôi tanh, thì đó là những dấu hiệu cảnh báo đường tiết niệu của bạn đang bị nhiễm trùng và cần được chữa trị ngay. Khi đi tiểu mà có cảm giác nóng rát khó chịu thì đó là một dấu hiệu điển hình cảnh báo bàng quang hoặc niệu đạo của bạn đang gặp vấn đề. Lúc này cơ thể bạn sẽ xuất hiện tình trạng gặp tiểu khó. Thế nên đừng chủ quan bỏ qua mà hãy đi khám ngay nếu gặp phải những dấu hiệu này. Nguyên nhân gây viêm bàng quang cũng giống như các bệnh lý viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục khác viêm bằng quang gây ra chủ yếu là do biến chứng từ các bệnh lây truyền qua đường tình dục các bệnh viêm nam khoa viêm phụ khoa và do thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể điểm mặt một số tác nhân chính gây bệnh viêm bằng quang như sau do thói quen sinh hoạt thường xuyên nhịn tiểu hay sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh dung dịch tẩy rửa nhiều hóa chất độc hại cũng có thể gây bệnh viêm bằng quang quan hệ tình dục không an toàn đời sống tình dục phóng khoáng như quan hệ với nhiều bạn tình quan hệ không sử dụng bao cao su hay quan hệ tình dục thô bạo đều có thể là nguyên nhân gây viêm bằng quang suy giảm hệ thống miễn dịch những người bị hivs hoặc đang trong quá trình điều trị ung thư thường có hệ thống miễn dịch suy giảm điều này không chỉ khiến người bệnh có nguy cơ bị viêm bằng quang mà còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác cao hơn so với người có hệ thống miễn dịch tốt mắc một số bệnh lý, các bệnh viêm phụ khoa, bệnh nam khoa, sỏi bàng quang vân vân, nếu không được chữa trị kịp thời cũng có thể dẫn đến viêm bàng quang. Vì những cơ quan này có liên quan mật thiết đến nhau nên chỉ cần một cơ quan bị viêm nhiễm, khả năng lây nhiễm sang các vùng lân cận là rất lớn. Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm ngăn ngừa dụng tóc hiệu quả sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý vị trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.